Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu cùng gia đình ổn định vị trí để lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bắt đầu. Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu. Lực lượng nghi lễ chuyển linh cữu vào vị trí. Hạ huyệt. Đây. Đông. Đông.
Trân trọng kính mời đại diện gia đình kiểm tra vị trí linh cữu dưới huyệt. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu và gia đình thả hoa và nắm đất đầu tiên xuống mộ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi thả hoa và đất xong, trân trọng kính mời các đồng chí và gia đình trở về vị trí cũ để tiếp tục thực hiện lễ an táng.